Lời kinh trong lòng bàn tay 109. Một người khi sẩy chân rơi vào vực sâu, khả năng sống sót là rất nhỏ. Cũng vậy, một người khi đã sẩy chân rơi vào hố thẳm lòng tham, khả năng còn sống được những ngày bình yên là không còn nhiều nữa. Người đời vì muốn có được cuộc sống yên ổn giữa nhân gian đầy bất trắc này, nên cố giành giật, gom góp về phía mình nhiều thứ. Nhưng thật ra, người ta chỉ bình yên được với một tâm niệm vô tham. Muốn mình bình yên và muốn người cũng được bình yên. Người đời vì muốn có được thật nhiều nên cố giữ lại cho riêng mình mọi thứ. Cố nắm hai bàn tay lại, cố đạp lên người khác để đi. Nhưng thật ra, khi cố chia sẻ với cuộc sống, khi mở bàn tay ra, người ta mới có thể giữ lại được nhiều hơn. Có kẻ ngày ngày vẫn thường đào một hố sâu hun hút cho riêng mình, để một ngày sẩy chân rơi vào mà không biết. Thật ra, đôi tay đào đất thành vực sâu, và đôi tay đào đất để khỏa lấp những trắc trở trên con đường mình qua chỉ là một. Lời kinh trong lòng bàn tay 110. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ bất thiện trong lòng họ. Người bạn lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ thiện, cũng chính trong lòng họ. Kẻ thù lớn nhất ở đó, người bạn lớn nhất cũng ở đó, ngay trong lòng mình. Cho mỗi người, ai cũng có cơ hội để chọn lựa bạn hoặc thù để đi chung với mình mỗi ngày. Khi suy nghĩ bất thiện còn tồn tại trong lòng, đôi chân còn vội vã đua tranh, đôi tay còn cố giữ lại những điều hư ảo, miệng còn muốn nói những lời tổn thương, mắt còn muốn thấy lỗi lầm của người, tai còn thích lắng nghe những ồn ào thị phi. Những suy nghĩ bất thiện trong lòng làm khổ con người hơn kẻ thù của họ. Khi đối mặt với những hẹp hòi của nhân gian, người bạn tốt nhất là sự rộng lượng của chính mình, mang đến cho bản thân một lối thoát. Khi đối mặt với những phù hoa, người bạn tốt nhất là sự dung dị, tự cho bản thân một điểm tựa vững chãi. Khi đối mặt với những tổn thương, người bạn tốt nhất là lòng từ bi, cho bản thân sự bình thản. Trong những ngày khó khăn, người bạn tốt nhất là lòng can đảm. Trong những ngày thành công, người bạn tốt nhất là khiêm tốn. Trong những ngày không còn gì trong tay, người bạn tốt nhất là hy vọng. Và người bạn tốt nhất trong mỗi buổi sớm mai là một nụ cười an. Tâm của chúng ta giống như con ngựa cực khỏe. Nếu có thể kiểm soát được, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mọi cuộc đua. Bằng không, có thể sẽ phải bị mất mạng vì nó. Mong người luôn an. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.